Hello, chào mọi người. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái game này nha. Thì game Infinity Game của đây là kiểu game năng lượng á. Thì cái kiểu thể loại game của Infinity Game này thì nó kiểu game trí tuệ nhiều á. Giờ thì hôm qua đến giờ thì mình đã ở cái map mình đã ở map 10 10 10 mười mấy ta? 18 rồi. Nhưng mà những cái map đầu thì nó rất là dễ nha. Chỉ có mỗi cái map, ví dụ map chính thì dễ nè. Map chính thì ví dụ như hơi khó chút xíu, nhưng mà mình sẽ cố gắng sẽ chơi lại từ đầu đến cuối cho mọi người xem nha. Game này cũng khá là dễ chơi chứ không phải giỡn. Nhưng mà phải càng về sau thì nó sẽ khó hơn. Nó kiểu thông minh đó mọi người. Mình sẽ mở nhạc to to lên cho mọi người nghe. Mở âm thanh lên. Đó. Thì vô đây cái phần năng lượng này thì mới bọn sao di chuyển sao để cho cái bóng đèn này là đó không? Các bạn đợi mình tí nha, để mình chỉnh cái này cái. Để mình chỉnh cái này. Chỉnh sao ta? Đợi mình tí nha. Vẫn không được mọi người ạ. À. Mình đã ngừng lại xong rồi mình lại tiếp tục thì vẫn không được á mọi người. Ok thôi kệ đi. Thì mình sẽ cố gắng mình chơi lại cái này cho mọi người xem ha. Thì mọi người cố gắng mọi người nhìn thêm cái này rồi xong rồi mọi người chơi nha. Ok cái này là màn thứ hai nè, màn thứ ba nè. Và 4 nè. Thì cái này nó sẽ cố định nha. Đèn để đây. Đèn thì chắc chắn đây nè, chắc chắn đây thì cái này là chắc chắn đây. Thằng này chắc chắn ở đây. Đó. Khá là đẹp nha. Game này nó kiểu là nó cũng thiết kế hay đó mọi người. Ok. Mình coi hai cái nguồn ở đây, hai nguồn ở đây thì chắc chắn đây, cái này chắc chắn đây, cái này chắc chắn đây. Chắc chắn ở đây. Nè. Đó, làm sao cho cái đèn nó sáng đó mọi người, đó cái bóng đèn thấy không? Xây bóng đèn này đó, mình xây đường dây này đó. Game này làm khá là đẹp á. Dễ lắm. Cái này nó cố định này nè. Cố định thì mình không thể mình ấy được nè. Cố định thì cái nguồn, một số cái nguồn á, nó cố định thì mình không có thể thay đổi được nè. Nè. Đây. Đó. Đó, đó. Rất là dễ luôn. Là những cái này nó cố định nè. Thì mọi người không mấy được nha, không thể làm được gì được nha. Nè. Cái này chắc chắn ở đây rồi nè. Cái này thì chạy phải ở đây. Cái này thì ở đây. Cái nhiều cái xấu thì nó cũng khó lắm mọi người. Nè. Đó. Nè. Đó. Nè. Nè cái này mới đúng nè, cái này mới đúng nè, đó cái này mới đúng nè mọi người, đó rồi bóng đèn này nè, đó vậy nó mới đúng đó mọi người. Nhưng càng ngày sau nó sẽ càng khó hơn đó mọi người. Nè nè đây phải đúng, chuyển qua đây, chuyển qua đây, chuyển qua đây, chuyển qua đây, không chuyển qua đây, chuyển đây thì mình cái này chuyển qua đây, chuyển đây thì cái này mình phải dòng qua đây. Cái này bóng đèn thì dùng ở đây, còn cái này thì dùng ở đây, cái này ở đây, đó rất là dễ. Cái này ở đây, cái này ở đây, chắc chắn là vậy. Bóng đèn thì chắc chắn đây, còn này thì chắc chắn ở đây. Bóng đèn này thì ở đây, ở đây, này thì ở đây, cái này thì phải quay vào đây. Đó, cho nó nhìn nó rất là đối xứng nha mọi người. Đó, cái nguồn thì chuyển ở đây, cái nguồn thì chuyển ở đây, chuyển ở đây, chuyển ở đây, chuyển ở đây. Đó. Dễ luôn. Đây màn số 10 nó hơi khó xíu nè. Nè. Đó. Đó. Nè, xoay qua đây, xoay qua đây. Thấy không?
Ok, hình chữ ngón tay á, cái này là hình chữ ngón tay đang đang dơ lên á. Kiểu nó bù anh nó kiểu vậy. Ok, đến cái 11 này nó khó hơn một tẹo nè. Thì cái nguồn này nó phải qua đây ha. Cái nguồn thì nằm ở đây. Nguồn thì nằm ở đây. Đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái cục này ở đâu? Làm sao cho cái cục này nằm đây? Các bạn thấy không? Đó. Là sao? Rồi, cái nguồn này nó nằm ở đây. Cái nguồn này nằm ở đây. Đó. Chắc chắn là ở đây nè. Cái này thì phải ra đây ha, cái này thì nằm ở đây, cái này hả, cái này thì còn cái này hiện sao? Không, cái 11 này nó hơi khó một tẹo nha. Nè. Mình có thể kiểu này. Kiểu này hợp lý hơn ha. Rồi cái này. Cái này hợp lý hơn nè. Đó. Đó, kiểu này nó mới chính xác nè mọi người. Khó à. Cái 11 nó hơi khó một tẹo. Cái 12 này thì dễ à. 12 này thì dễ. Đó. Ông này quay lên đây, ông này quay qua đây, ông này quay qua đây. Mình lỡ cái tay. Này dễ dễ à. Cái 12 này thì nó quá dễ. 13 cũng vậy luôn, dễ. Đó. Mình có thể đây nè, hoặc là đây, vòng qua đây, vòng qua đây, vòng qua đây, đó, vòng qua đây, kiểu vậy. Đều những nó vòng qua đây. Đó. Vòng qua đây, vòng qua đây. Đó, vòng qua đây. Quá đẹp. 13. Cái 14 này thấy không? Cái này thì chắc chắn nó phải như thế này nè. Như này thì như thế này. Như thế này. Thằng này đây đó. Ông này nó hơi khó một tí nha. Này vòng qua đây. Này phải vòng qua đây nè. Đây mới đúng à. Này hơi khó nha. Cái này thì vòng qua đây bị sai nè. Đó, đây mới đúng nè, đây mới đúng nè. Các bạn cứ xoay vòng một vòng á, một hồi sau nó sẽ chắc chắn sẽ chính xác à. Ha, như thế này thì nó hơi bị sai một tẹo. Này sẽ sai bị sai một tẹo, sẽ không hợp lý cho lắm. Đó. Đó.
này nó hơi bị sai nha. Đó, đây mới chính xác nè. Đó này, mà các bạn thấy không? Nó đối xứng với nhau á, nên là bạn cứ thể gì có thể dựa theo để đối xứng để tìm cách giải á. Bữa nay hôm qua mình dặn dễ dễ lắm, nhưng mà bữa nay mình bị lỗi chút xíu. Nè. Ok. Rồi cái này lên, cái này chắc chắn đây nè. Này chắc chắn đây nè. Này chắc chắn đây nè. Nè. Coi. Đó, cái này truyền qua đây. Cái này truyền qua đây. Cái này truyền qua đây. Cái này truyền lên đây. Cái này truyền qua đây. Đó, bạn thấy không? Gần đúng rồi nè. Này đường đúng rồi nè. Rồi. Ông này đúng rồi nè. Ông này đúng rồi nè. Rồi. Ông này phải vậy nè. Ông này vậy nè, ông này mới đúng nè. Đó. Nó sẽ đối xứng với nhau chút xíu nha, kiểu vậy á mọi người. Rồi cái kiểu hình wifi nó cái này dùng vào đây nha, dùng vào đây. Nó càng về sau nó càng khó nha. Nè. Đó. Rồi cái ông này. Ông này truyền qua ông này ha. Đó. Cái cầu này sao nó khó vậy đó mọi người. Rồi. Cái này phải truyền lên đây. Đó. Rồi, sao cái để cho cái wifi nó nằm lên đây ta? Đó. Nằm đây. Này nằm đây. Đây mới đúng nè. Đó. Nó sẽ đối xứng với nhau nha mọi người. Đối xứng với nhau thì cái này nó phải nằm đây. Không. Này không được. Này chuyển xuống đây. Chắc chắn không phải đây được rồi. Chắc chắn phải làm gì được rồi. Nó hơi khó nha. Má mẹ hơi khó một tẹo. Này dính vào đây sao ta? Này hơi sai nè. À đây mới đúng. Tức quá, tức quá. Tức á mọi người. Tức á. Đúng rồi. Yeah. Ok, ông này phải nằm đây. Ông này phải nằm đây. Ông hai ông này nằm đây. Hai ông này nằm đây. Ông này nằm đây. Đó chính xác luôn. 20. Càng về sau những cái này nó càng khó nha. Đó, cái này thì muốn. Cái này muốn sáng qua đây. Mình muốn sáng qua đây thì cái này nối nhau mọi người. Nè.
cái này nối qua đây ha. Gì cũng không được, không được đâu. Sao ta, sao vậy, cho cái bóng đèn này nó cháy nè mọi người. Hình như cái này nó không cần thiết là phải phải ấy đâu nghe mọi người. Này dùng ở đây, này dùng ở đây, này dùng ở đây. Này dùng ở đây, này dùng ở đây, này dùng ở đây, này dùng ở đây, dùng ở đây, dùng ở đây, dùng ở đây, dùng ở đây. Dùng ở đây, dùng ở đây. Căng á. Sao khó vậy nhỉ? Dùng ở đây. Dùng ở đây. Dùng ở đây. Này thì chắc chắn đây, 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 chắc chắn đây. Trời ơi, thì ra nó đi đường vòng á ơi, tức quá à. Vậy mà nãy giờ chơi nãy giờ mà cũng không có ra. Ok, thành công. Càng về sau càng khó nghe mấy má. Nè, cái này dùng qua đây. Này dùng qua đây. Này dùng lên đây. Này dùng xuống đây. Đó. Ông này dùng ở đây, ông này dùng ở đây. Đó. Ông này thì dùng ở đây. Ông này giống ở đây, ông này giống ở đây, ông này giống ở đây. Rồi đến được cái ông này ở đây. Đó, thấy chọn thấy ông đẹp không? Sau đó được ông này. Ông này thì giống ở đây. Ông này giống ở đây thì truyền điện xuống đây đến ông này. Ông này truyền điện xuống đây tới ông này. Rồi ông này truyền điện xuống, truyền điện ở đây. Đó. Thì tới ông này. Nè, lố á. Đó. Xong rồi truyền điện đây thì tới cái ông bên đây. Truyền điện đây thì tới cái ông ở đây. Đó, nó sẽ đẹp vậy nè. Đó. 21 là nó diện nha mọi người. Rồi. Tiếp. Tiếp tục. Ủa hình như nó bị thừa ở chỗ này nè. Đó, đây mới đúng nè. Đây mới đúng nè, đó. Đó. Sao ta? Ông này ở đây. Ông này ở đây. Ông này ở đây gì mới chính xác. Ông này ở đây. Ông này ở đây. Vấn đề là sao để cho hai đây, đây.
Đây đi. Đó, chính xác luôn. Quá chính xác. Tiếp tục nha. Nè. Thì tôi được ông bên này. Giống như là nó. Nó. Một ông. Ông này đây nó đúng nè. Ông này đây mới đúng nè. Ông này mới đúng nè. Ông này gì mới đúng. Ông này gì mới đúng nè. Đó, hình hình người đó, bạn thấy hình người không? Nhờ tiếp. Game này khá là thông minh nha. Chơi là phải thông minh tí xíu nha mọi người. Ủa? Ủa? Chắc là dùng bên đây quá. Cái này mới đúng nè. Kiểu này mới đúng nè. Rồi cái kiểu. Kiểu này vậy mới đúng nè. Kiểu này vậy mới đúng nè. Đó. Kiểu này. Kiểu này. Không được nha. Cái này giống đây. Sao ta? Dòng qua đây. Dòng đây cũng không được. Dòng qua đây cũng không được. Chà. Căng á. Chẳng lại căng á. Thử nha. Thử cái ông này ông bắt qua đây. Đó. Chính xác. Chính xác. Ông này chắc chắn qua đây. Ông này chắc chắn qua đây. Ông này ở đây. Ông này ở đây. Ông này ở đây. Này ở đây. Quá đúng. Các bạn thấy khó khó không? Khó thiệt chứ không phải giỡn. Bây giờ làm sao để cho ông này ông nối được với ông dưới đây. Ông nói thì nó thì bắt chéo từ đây qua đây. Hiểu không? Thì ông này phải ở đây. Chắc một bên quá. Chỗ này quá. Nè, nè, nè. Đó. Chính xác chưa? Nè, chính xác chưa? Đó. Này mà không chính xác nữa thôi đó. Ok, một bên. Từ bên này mình làm tương tự ha. Rồi. Cái này chắc chắn đây này, chắc chắn đây nè. Cái này mới đúng nè. Đó.
này mới đúng, thấy không? Này vậy mới đúng nè, đó, hợp lý chưa? Hợp lý luôn, hợp lý luôn đó, quá hợp lý. Tự nhiên bấm rồi. Bị lộn.